Khi con bước đi á thì em mới nhìn, em thích cái vòng ba. Em thấy nó hơi bị to. Còn em ấn tượng với cái anh xương khùng này có phải là anh khùng quá không? Em không có ấn tượng gì với cái anh chàng này hết. Lúc đó thì đối diện với em là một cái người rất là ốm, mặt thì đầy mụn, nói rất là nhiều, không có một chút cảm xúc gì hết. Thì có một hôm cái người bạn cùng lớp của cô nàng này mới đến gặp em, nói anh Xuân, em rất là thích thì banh, anh có thể giúp em được không? Lúc đó em rất là tự tin, dù sao nữa mình cũng vô trước 2-3 năm mà. Mày yên tâm, tao sẽ giúp mày. Và đưa ra cái chiến thuật là mình tấn công cô này dùng cho anh bạn kia, và thường xuyên ghé thăm phòng trọ của cô ấy. Nhưng mà giờ nào anh không tới, sáng không tới, trưa không tới, mà tới ngay vào giờ ăn cơm. Cứ sắp ăn cơm, sắp dọn chén bát ra thì lại thấy anh tới. Thì anh này anh hỏi rất là nhiều về mình, thì mình cứ nghĩ là anh tới chơi thì anh xã giao, anh hỏi thăm thôi. Hỏi nhà em đông người không, rồi bố mẹ em làm nghề gì, nhìn em chắc có nhiều bạn trai. Nói chung là hỏi tùm lum vậy à. Thì mình cũng tình thiệt mình trả lời. Thật sự là lúc đó là em muốn tìm hiểu thông tin cho đứa bạn thôi. Và câu chuyện nó bắt đầu là cái sinh nhật của em. Sinh nhật của em thì em rủ mấy thằng bạn cùng phòng trọ đến quán cà phê. Thì sau khi mọi người gọi thức uống ra xong rồi đó, thì em rất là bất ngờ khi em nhận được một món quà sinh nhật với cái nội dung là chúc mừng sinh nhật anh, và không thấy chữ ký. Lần đầu tiên em được nhận một món quà vậy, em rất là vui. Và em thề độc với mấy đứa bạn rằng nếu tao biết ai tặng tao, dù xấu hay đẹp, yêu liền. Đó, em thề độc với lại em thề dạ. Em có thể kể là cái món quà sinh nhật đó nó như thế nào mà em phải có cái lời thề độc đó? Không. Nó là cái gì? Đó là cái tác phẩm của em. Tức là em tặng quà sinh nhật, em tặng cái gì vậy? Em tặng cho anh ấy là 5 cái bánh bao. Có nguyên nhân là như thế này. Là cái em tình cờ là biết được sinh nhật của anh này. Thì dù sao ảnh cũng là đội trưởng, lại dạo này thấy hay thường xuyên tới nhà mình chơi. Thế thì em mới rủ chị bạn nữa sang là chúc mừng sinh nhật anh này. Nhưng mà trên đường đi sang á thì gặp một cái đám con trai đi ngược chiều lại, thì em mới nhận ra là có ảnh trong đó. Xong em mới hỏi là ủa các anh đi đâu vậy? Anh nói chứ mấy chú đi uống cà phê, con nít biết gì, về đi. Xong rồi anh tan vô vai mình một cái, đau quá trời luôn. Lúc đó em mới cảm thấy là trời sao kỳ vậy, sao đàn ông trai gì mà giữa đường lại đánh mình vậy. Em chào thôi mà không thường thì... Cái đó là em chào đó. Sau đó thì em cũng muốn về, nhưng mà tự nhiên em cảm thấy là nó không có được thoải mái lắm. Xong em mới nhìn thấy cái chú kia, chú bán bánh bao. Em nói chú lấy còn 5 cái bánh bao. Xong rồi em móc cái bịch ni lông em xách toàn ten vậy em đi. Thì em mới thấy tiệm tạp hóa, thấy cái đèn cầy màu đỏ đỏ chị, mà hay cắm trên bàn thờ. Xong em mới nói chú lấy còn cây này, mua cây thôi. Nó ủa sao mua có cây, nó dạ con thích cây, bán còn cây. Xong rồi tới quán cà phê em mới nhờ các anh phục vụ là anh ơi anh cho em một cái dĩa, bày 4 cái bánh bao lên. Xong rồi em lấy cái bánh bao còn cuối cùng em thấy lên trên, rút cây nến ra. Trời ơi, bao nhiêu bực tức, bao nhiêu cái khó chịu của mình cắm cái phụp vô. Lần đầu tiên tôi nghe nó là cái lấy cái đèn cày cúng cắm bánh bao. Cắm một cái phụp nữa. Có nghĩa là em á, lúc mà em tặng cái đó là coi như chút hết cái sự mà giống như là một sự chơi thân của mình. Còn cái cảm giác của em khi mà em nhận cái đó thì nó lại ngược lại với cảm giác của bạn này. Em không biết. Niềm biết. Vui vỡ òa đúng không? Bởi vì cuộc đời lần đầu tiên có một người tặng quà cho mình. Đúng rồi. Sau khi mà biết được cô bé này là người tặng món quà đó, bắt đầu lúc đó em bắt đầu tấn công. Và tất cả những cái thông tin mà em khai thác được từ cô này, em quyết định là không có bàn giao lại cho các anh bạn kia, mà em giữ làm vốn luôn. Và chấp nhận mình là Lý Thông. Ai bảo nói vậy. Bao lâu thì em được cái sự bật đèn xanh của cổ? Em tấn công trong vòng 2 năm, nhưng mà bạn đó cũng phớt lờ đi. Lúc đó em cảm thấy là mình không được đáp lại, rất là buồn và bực mình. Sao mà từ chối? Dạ, tại vì là khi mà người ta tỏ tình hay là người ta thích ai đó thì người ta phải thể hiện tình cảm một cách chân thành. Mình phải thuyết phục được cái đối phương là thích. Còn cái anh này, anh tỏ tình với em ngộ lắm. Anh nhắn tin với em vậy: hãy để đội trưởng chăm sóc em nhé. Mà ngày hôm đó là có rất là nhiều bạn cùng lớp của em tới chơi. Thì em đọc tin nhắn xong thì em thấy nó cũng bình thường hết. Tại vì thấy cái anh này, anh cũng thấy ai anh cũng quan tâm chăm sóc hết. Mà anh nhắn tin như vậy thì chắc hôm nay chắc anh bị giật cả tưng hay là gì đó thôi. Nên mình không có biết là lúc nào là anh bình thường hết. Nghĩ anh nhắn vậy chắc anh ghẹo mình thôi, không có gì hết. Nên em không có trả lời. Chị biết không, em không bỏ cuộc đâu. Em tán tiếp. Dạ, em kêu bạn ra quán cà phê. Em nói em thích nhưng bạn cũng phớt lờ bỏ đi vô. Tự nhiên kêu em ra, thì ra quán cà phê uống cà phê với anh. Xong rồi em mới đi ra quán cà phê. Em chưa kịp ngồi xuống á, xong rồi chỉ mặt em nói anh thích em nha. Em mới bất ngờ em nói ông này không biết khi nào ông lớn, khi nào ông bình thường trở lại. Em đi về,
Em tưởng ghẹo em thì em đi về thôi. Tức là hai người này là bị hiểu lầm liên tục. Liên tục luôn. Coi như là cái chào hỏi á, thì lại nghĩ là bị đánh. Bị đánh. Đó, xong rồi trả thù chơi khăm á, là đưa cái đèn cầy thấp, gọi là thấp trên bàn thờ lại để tưởng là người ta thương mình. Tỏ tình thì đối tượng lại tưởng là bị ghẹo. Khổ thân không, rồi làm sao mà đến được với nhau hả trời. Làm em rất là buồn. Và lúc đó là em bắt đầu giận, hận và trả thù. Thôi đó thôi. Trời ơi, người bình thường trả thù đã ghê rồi đó, bây giờ giận. Khùng, bây giờ người khùng trả thù biết sao. Vì kéo dài quá mà em chân tình mà. Ông hận là ông làm sao? Em nhớ thì tụi em đi mùa hè xanh là về An Giang. Trong cái đội thì chia làm nhiều tổ. Em là tổ trưởng của một tổ. Thì cái anh này ảnh mới phân cho em cái tổ mà ở cái địa bàn xa nhất. Khi mà đi dạy hay làm gì thì cũng đi bộ mấy cây số vậy. Khi mà đi họp hành hay là cái gì đó, khi mà phát biểu á, mình đưa ra ý kiến phát biểu á, thì mình cảm thấy là mọi người rất là đồng ý ý kiến của mình. Nhưng mà cái anh này ảnh phớt đi, giống như là ảnh bị điếc, ảnh nghe ý trơn vậy. Không có một chút gì là động viên hay là quan tâm gì đến cái đội của mình hết á. Khi mà đi liên hoan á chị, thì thường hay giao lưu với thanh niên địa phương á, thì được mời rượu á. Trời ơi, ông này hay lắm. À, nói với lại thanh niên địa phương là có chút rượu nhỏ đi, nó uống lâu say lắm. Mình có cảm giác giống như là mình là cái đồ chơi vậy. Vì bị cái người này treo ghẹo nhiều lần á, thì cảm thấy rất bực tức. Nhưng mà không biết làm sao mà để giải tỏa hết. Cô nàng này bỏ chạy thì em mới rượt theo, kéo lại và ôm vào lòng. Đó là cái ôm về cái hôn đầu tiên của em. Thực ra đây là một cái mối tình mà Thuận có để ý không? Rất là giống như trong phim hoặc là trong kịch á. Nó rất là nhiều những cái cao trào, những cái action. Tức là những cái mà nó mạch bạo mà nó không giống ai hết. Vậy thì sau khi mà lấy nhau rồi á, các bạn còn có những cái bất ngờ gì về nhau nữa không? Cho tới thời điểm này á, mâu thuẫn lớn nhất của hai vợ chồng á là cái vấn đề sinh con. Em thì em rất là thích cái em bé. Mà tại sao mà cưới nhau cũng gần cả năm rồi, bố mẹ hai bên thì cũng thích có cháu, mà anh này anh không, lúc nào mà đề nghị là nói là không, anh không muốn có con. Em mới ủa sao kỳ vậy, yêu nhau cũng lâu gần 6 năm rồi, về sống với nhau rồi mà sao lại không thích cái em bé. Đầu tiên á thì nói là bây giờ là mình còn khổ quá, rồi hai vợ chồng bận quá, rồi phải học hành, thôi từ từ nha em, mình hẹn cuối năm thôi, qua năm không thấy. Xong bây giờ mới điều tra ra là anh này anh không thích có bà bầu. Tại vì em thích bà bầu không có được đẹp lắm. Em thấy tiệc tùng á, chở đi á, nó cũng cồng kềnh á. Vì sao mà đẹp hả? Nhưng mà vợ em nói là nếu anh không có, em tự có. Trời ơi. Vì sao đây? Rồi vậy giờ tính sao? Chừng nào mới muốn vợ có bầu? Và em hứa với vợ rồi, thôi năm nay á, Tết về á, thì ở quê không khí nó mát á, lúc đó thì bớt kiềm chế và thả ra luôn. Khi mà vợ mang bầu, lúc đó em mới thấy vợ em đẹp á. Chị nói thiệt với em đó. Chỉ sợ là mai mốt thấy cái bà này mà có bầu đẹp quá, muốn bắt bầu hoài luôn. Đó, bắt đẻ hoài đó, luôn đó. Đó đó, nghe. Đó, bây giờ muốn có con thì trước tiên là phải thích mấy bà bầu đó. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Em tên là Trần Đăng Khoa, năm nay 32 tuổi, sống và làm việc ở tại Cần Thơ chị. Và đây là vợ của em. Dạ em thì là Ngô Thị Hồng Nhung, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng. Em cũng đến từ Cần Thơ. Như vậy là các bạn từ Cần Thơ lên đây để tham gia chương trình với chúng tôi. Dạ. Wow, trời ơi. Quả là rất đáng quý mà em chị. Trời quá là xúc động. Hai, vậy thì hai bạn hãy nói cho Thuận và chị Vân biết là hai bạn quen nhau từ khi nào? Dạ em với ảnh thì biết nhau hồi cấp 2 lần. Em học lớp 7, còn ảnh thì học lớp 9. Mà tụi em thì học chung một cái phòng học với nhau. Em học buổi chiều, còn ảnh học buổi sáng, ngồi ngay một bàn luôn. Thì có một lần em với lại hai người bạn cùng bàn mới phát hiện là ba cái anh học buổi sáng viết chữ lên bàn để quay bài. Thì tụi em mới gửi một cái tối hậu thư ghi là nếu như tụi anh không xó thì tụi em sẽ mét cô. Qua hôm sau em nhận được một cái lá thư cũng từ học bàn, nhưng mà cái nội dung là muốn nhận làm em kết nghĩa. Huynh muội đó. Chị với anh Thuận biết tại sao mà phải làm em kết nghĩa không? Ba anh em ngoài bàn không được rồi, này quay bài bị phát hiện rồi, thế nào cũng phải mét cô. Thôi giờ nghĩ cách sao mới được. Cái loại này thôi nhận làm em kết nghĩa thì dù gì anh em cũng không mét. Biết đâu lần sau quay bài còn được nữa thì sao? Đâu biết được, quá tốn vài ly chè thôi. Thế là em mới họ cũng tâm thư cũng quyết liệt lắm,
gửi cho bạn ở dưới để làm anh em kết nghĩa. Lúc mà em nhận được cái lá thư đó đó thì em có đồng ý không? Dạ có, em thì cũng rất là ngạc nhiên. Sau mấy anh này trả lời lại nói là nhận em kết nghĩa là tản lờ cái chuyện kia. Nhưng mà tại vì tụi em lúc đó lớp 7 mà cũng đang trong cái tuổi mà muốn kết bạn bè thêm anh em khoái, cho nên nhận. Mà lúc đó thì em chỉ chơi thân với hai anh kia à. Dạ, em không có chơi thân với chồng của em giờ. Tại lúc đó là ảnh vừa cao dớm mà đeo thêm cặp kính cận nó nhìn xấu quá à. Em không có thấy gì, ảnh có gì hấp dẫn em chứ. Cơ duyên nào mà khiến cho hai bạn yêu nhau? À, lúc đó thì tại kết nghĩa là mình gọi là chơi chiêu kết nghĩa thôi mà mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà vẫn liên lạc với hai người bạn cũ. Cái em bận được thời gian em lên thành phố Hồ Chí Minh này em học. Thì em học đại học á. Em học đại học và 4 năm trời sau quay về mới gặp lại cô bé này. Tự nhiên thấy trời sao giờ cô bé này dễ thương quá. Coi như là trổ giò rồi ha. Khác xưa quá. Nhưng mà qua điều tra tình hình thì em thấy chết, cô ấy có người yêu rồi. Giờ sao giờ? Em mới moi đủ mọi kế sách nữa thôi. Không bằng biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vì tốt nhất là mình tận dụng mối quan hệ là anh em kết nghĩa nè chị. Để mà gần gũi cô ấy, để hiểu cô ấy với cái đối thủ ngầm ngầm kia của mình là ai. Thì cũng trời xui đất khiến sao cô ấy cũng tin tưởng mình như hồi xưa. Thì mọi chuyện vui buồn giận hờn vậy đó kể em nghe hết. Các em vô tình trở thành quân sư tình yêu. Quân sư là coi như là tan đàn xẻ nghé rồi đó. Rồi bây giờ dính vô quân sư đó. Thật ra thì đến bây giờ em biết cái ý đồ của ảnh. Tại vì em thấy mỗi lần mà em có chuyện buồn với bạn trai á là em kể cho ảnh nghe. Ảnh bằng bằng ra không? Không vậy. Ví dụ như em không có nói nhiều đâu. Ví dụ em nói thôi mà mới mà chưa hiểu nhau mà, nhưng mà phải sửa mới được. Nhưng mà nói muộn sửa không được đâu. Đâu mới sửa được. Nó vô bản chắc thì sửa không được đâu. Với lại lúc đó là ảnh cũng hay đăng những cái bài thơ á. Tại tính em thích lãng mạn. Cái ảnh cũng không nói gì, không có ghi là tặng Nhung, nhưng mà cứ đăng khơi khơi vậy đó. Mà những cái bài thơ mà ảnh đăng tặng em là em đọc là em biết là cho mình không à. Đăng ở trên một cái trang diễn cá nhân á. Em còn nhớ một trong những bài thơ lãng mạn mà em viết mà trong đó nó có ẩn ý để mà tặng cho vợ mình không? Cái này chắc vợ nhớ nhiều hơn em. Thôi để vợ kể rồi vợ đọc đi. Lúc đó ảnh vừa từ thành phố trở về thì ảnh mới đăng là về thăm lại phố cũ, thăm lại cổng trường xưa, ngập ngừng không dám hỏi, ta là khách mất rồi. Dạ. Mà tại sao cái câu thơ hay như vậy mà của mình mà mình không nhớ là lý do gì? Đừng có nói là đạo thơ của ai nha. Hay là thấy cái bài đó nó hay quá rồi lấy ra tặng cho cô ấy. Thì lúc đó em mới nói là trời sao có ông gì đâu mà ông tâm lý như vậy. Rồi quan tâm hiểu em, chia sẻ với em, lúc nào em buồn là có ảnh xuất hiện à. Em mới nghĩ là chắc trên đời này không còn ai hiểu mình mà quan tâm mình mà lãng mạn với mình giống như vậy chứ. Tại vì thực ra cũng mới chia tay đối tượng kia mà đúng không? Dạ. Lúc đó là giờ em yếu nhất mà trong binh pháp lúc địch yếu nhất là quýnh liền. Mà chắc chắn là tấn công. Thật ra thì khi quen nhau mới biết là anh không có lãng mạn chị. Thay vì dắt em đi chỗ dành cho tình nhân thì anh dắt em toàn là đi uống trà Phong Đình không à. Dạ em chơi cờ tướng. Rồi bàn với em chuyện Tam Quốc diễn nghĩa. Em phát hiện ra trời thì ra lòng em không có hề lãng mạn như mình nghĩ. Rồi quan trọng hơn là những cái bài thơ mà hồi trước anh viết cho em á. Đúng như chị nói là anh chôm của mẹ không à. Trời, chôm của mẹ em hay là... Chôm của mẹ của em. Mẹ dở dang làm thơ gì lắm. Em chôm. Tại sao những cái bài hay như vậy mà bài của mình mà lại không nhớ là sao? Sau này biết chắc là có lẽ là có giận không? Dạ không có giận lắm, nhưng mà nghĩ đó mình sao mình dễ bị dụ dữ vậy. Đọc thơ mà không tưởng tượng cho một người khô khan vậy sao viết được thơ. Cũng dễ thương ha. Rồi sau đó thì đám cưới. Dạ, tụi em yêu nhau được 1 năm rưỡi thì quyết định kết hôn. Rồi sau khi cưới nhau về có những cái chuyện vui gì không? Dạ có chứ. Dạ có chứ. Sống với nhau thời gian thì em phát hiện là ảnh cực kỳ nhát gan. Hãy mà ở trong xóm hay đâu có chuyện gây gỗ là ảnh là người chạy đầu tiên. Có một lần hai chồng đang đám cưới thì hai chồng đang ngồi ăn nghe cái quạt nó bị kêu. Thì nó kêu cái tự nhiên còn đang chưa hiểu chuyện gì xe hết thì nhìn ra đường thấy ảnh ra ngoài rồi. Dạ. Suy nghĩ cái quạt tôi ghê lắm. Cái quạt tôi ghê lắm, bọn nó kêu cành ghê lắm. Nhưng mà em có tiêu chí của em là thôi kệ ai nói nhát sống dài. Tiêu chí sống đó. Dạ, tiêu chí sống. Nhát sống dài. Nhát sống dài. Chứ gửi có chuyện gì xu cho mình thì sao chị? Thôi đứng ngoài nhìn vô cho chắc. Ngoài chuyện nhát em còn phát hiện ra là ảnh làm biếng. Dạ. Dạ làm biếng lắm. Tại vì sống với nhau không biết làm biếng. Chứ hồi xưa là xiên đưa em đi lắm, bây giờ thì làm biếng. Ví dụ như em nhờ ảnh á, ra muốn là phải lặt cho kỹ. Đưa cho ảnh là ảnh cứ sắp nó lên.
cắt ba nhát trong 30 giây là xong. Rất là đơn giản. Nói chung là làm cái gì cũng nghĩ ra làm cho nó nhanh, xong rồi nghỉ ngơi. Vậy á? Dạ. Mà sao vậy? Tại tại trước sau mình cũng ăn phải không chị? Ăn khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi. Bây giờ mình lặt thì cũng vậy thôi đúng không? Sao xong giờ mình để nó lên đó mình xối nước cho mình chặt nó. Bỏ lỗ. Xong xào cũng đơn giản đúng không? Sau khi cưới về rồi thấy vợ mình á, có gì không? Vợ mê xe, em thương Hồng Kông quá. Anh không tưởng tượng đâu là vừa về nhà là bật tivi lên là bật đúng Hồng Kông từ sáng tới chiều. Hoặc là lên mạng gì coi đó. Mà em không đổi kênh gì được hết trơn á. Mà mỗi lần em thấy gình á, vợ em đưa làm chuyện, cái em đổi kênh. Vợ em nói, sao anh đổi kênh của em? Cái nói, em đâu có coi đâu. Để anh coi đi, không cần coi, em nghe được rồi. Em không có cần coi, em tranh thủ em làm chuyện khác. Dạ. Tức là nghe cái lòng tiếng của mình đó phải không? Để hiểu nội dung câu chuyện thôi. Dạ đúng. Trong khi á, anh toàn thích xem phim cấp 3 không? Trời ơi, trời ơi. Dạ không phải. Sao vậy? Why lý do từ từ để hỏi xem như thế nào đã. Em cũng là đàn ông mà. Cái dạng phim mà nhảy nhót nhí nhố anh chị, phim mà tôi tin á. Trời ơi, cái đó là phim dành cho những em học sinh cấp 3. Trời ơi, cái... tôi tưởng nó là phim cấp 3 kia. Đó, thấy chưa? Chị nói cái đầu óc này là dễ sợ, rụng hết tóc là lý do đó đó. Ai biết, tại tiếng Việt mình phong phú quá. Dạ, mà em thì em thấy là phim nó đâu có gì hay. Câu nhức đầu nè, mà không có mang tính chất gia đình gì hết á. Có nghĩa là bây giờ á, chồng vẫn thích cái sở thích coi phim của các bạn học sinh cấp 3 tuổi teen. Còn vợ thì vẫn thích xem phim Hồng Kông. Hồng Kông. Rồi... có mâu thuẫn không? Thật ra coi phim Hồng Kông thôi em cũng không nói đi. Nhưng mà coi xong rồi so sánh chị. Trong phim ta lãng mạn quá, anh không lãng mạn gì hết vậy. Cứ so sánh hoài có anh suốt cái bực luôn á. Trời ơi em ơi, trong phim mà phim không có thiệt như ngoài đâu. Không có thiệt. Không tin em hỏi cái diễn viên đó là chắc không có đâu. Nhưng mà tại em thấy ngộ lắm, lúc yêu nhau thì khác chị. Yêu nhau á thì lúc nào tối nào cũng dẫn em đi uống trà hết trơn á. Còn từ lúc mà cưới nhau về á là từ uống trà chuyển sang uống rượu. Thấy em á, kêu đi đâu thì còn làm biếng. Chứ mà vợ bạn của chồng á, bạn của ảnh mà gọi đi uống rượu là đi liền. Thật sự mà nói á, vợ tối ngày coi phim ngoài mình không biết tin tức thời sự gì hết trơn á. Em hỏi chỉ với anh thử là đi ra ngoài nhậu với bạn mới nắm được tình hình tin tức thời sự đúng không? Mới nói chuyện, mới có chuyện để nói chứ. Nên là cảnh rảnh cái bạn alo cái là ra bàn chuyện chính sự. Cái gì có lý do hết đó thấy chưa? Rồi bây giờ làm sao? Em thì em muốn ảnh bớt mê bạn lại một chút. Thì đàn ông cũng đi nhậu được nhưng mà phải gán ở nhà để tiếp em. Nói chung là giữ được cái không khí hơi lãng mạn hồi xưa cũng được. Với lại một cái nữa là ảnh bớt ở dơ. Dạ. Tại vì gì vậy mà ở dơ hả? Không có tin à? Dạ. Tại vì ảnh á là giống như là có một cái điều là nói chung là nó không có hay như vậy. Là ảnh có thể mặc một cái quần mà cả tuần không giặt. Tại vì ảnh có một cái quan niệm rất là đơn giản là ngửi mà không có hôi, thấy mà không có dơ là mất tiếp. Chị thấy đúng không? Cái là phong cách là người sinh viên thôi không dơ. Tiết kiệm là quốc sách. Hỏi dơ là sao? Dơ là khi người ta thấy cái quần mình dơ và người ta ngửi thôi là dơ, còn không thôi thì đâu có dơ. Vậy cần gì phải giặt? Tiết kiệm đó. Cái quần đó có dơ hay là như nào chỉ có vợ mình biết thôi đó. Chứ còn người ngoài là không có biết đúng không? Rồi, thế còn bạn muốn vợ mình có thay đổi gì? Cái chuyện này quan trọng chị. Anh thử biết em là con trai thì đàn ông thì chắc nó không có kỹ quá. Mà chị ơi, vợ em kỹ lắm chị ơi, kỹ dữ lắm luôn. Trời ơi, cái ga mà chạy thẳng lên em ngồi xuống không được. Dạ, bớt kỹ chút. Ủa, rồi á, có khi nào mà ở nhà mà hai bạn mà ngồi mà nói chuyện với nhau về những cái mà mong muốn của mình với cái người bạn đời của mình như thế này không? Dạ, thật ra là nhờ chương trình này em mới ngồi em nhớ lại á. Chứ bình thường nếu mà có giận nhau thôi, một hai ngày nó hết thì em nó cứ dồn ở trong đó đó. Mình không có rảnh mình moi nó ra. Tại vì mỗi ngày đều công việc rồi thêm có con nữa. Dạ, thành ra con cái nó chiếm hết thời gian của em mà. Rồi cái hai người không có rảnh nói. Khi mà em đăng ký tham gia chương trình này là em phải kéo anh lại. Ngồi nhớ lại đi, vụ gì hãy nhớ lại. Chứ thật ra là hai người không có thời gian mà ngồi trao đổi với nhau được vậy đâu. Đó, thì đó rõ ràng là hai bạn sau khi có những cái buổi mà ngồi nói chuyện hiểu nhau như thế này thì tự thân các bạn đã thấy được cái nào là cái mình cần phải giảm đi, cái nào là cái mình cần phải tăng lên cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nó bền vững, đúng không? Thực ra đây bớt phim một chút xíu thì đây sẽ bớt đi nhậu thôi. Là tại vì có thời gian coi thời sự ở nhà, không có lý do gì mà đi nhậu để mà biết tin tức ở ngoài nữa, đúng không? Xin cảm ơn hai bạn.
thật ra anh Ly là một người mà đến bây giờ không có một cái lời mà chính thức về cái việc quen. Thậm chí là khi kết hôn cũng không có lời chính thức, tức là cả hai tự hiểu, bất tín hiệu của nhau thôi. Câu mà người ta cầu hôn em đồng ý làm vợ anh nha, nhưng câu của em nói với ông anh là em sẵn sàng với hôn nhân chưa? Nếu em sẵn sàng, ngày mai mình ra phường. Rồi vậy là em buông người ta, em có hỏi không? Hay là em rất là đốt, đó là không có một lời chính thức, anh rất là đốt cháy với bạn luôn. Không, cái lúc đó là đã yêu rồi, là đã cầu hôn, có nghĩa là coi như là một cái lời gợi ý để gọi là về chung với nhau đó. Cái đó là đoạn sau rồi, em anh muốn hỏi cái đoạn yêu đúng không? Đó là hai đứa, dạ. Lần đầu tiên hôn, cái hôn đụng sao nè, cái nắm tay nè, cái lời gợi ý sao nè. Đó, như là... tới nhà nấu ăn cái đầu, em ơi em ở lại đi, em ngon quá, anh ấy hai em anh muốn cùng em ăn nữa. Đó. Nói tụi em không đi ăn bình thường, xuống đây coi phim, thì lúc coi phim xong cũng trễ, cũng giờ trễ rồi. Thế là anh ấy hỏi một câu, cái lời cũng rất là khéo đó là giờ này trễ em về sẽ nguy hiểm, em cũng không có muốn em về. Đó thì hôm đó tối mà ở lại, lúc coi phim mà cũng không nắm tay gì luôn. Lần đầu tiên coi phim với nhau là có Doraemon gì à? Coi phim Doraemon mà đôi bạn thôi, đúng không? Coi phim Doraemon mà kêu đi nắm tay thì tại vì em những người thích Doraemon. Coi Doraemon mà nắm tay thì nó cũng nhau có lỗi chứ. Nó có lỗi với Nobita mà Doraemon. Và cái Doraemon tôi nhớ là đó là Stand By Me, là đôi bạn thân. Yes, đúng rồi anh. Là đôi bạn thân khác nhau. Đúng rồi, Stand By Me. Hai hôn ở chỗ khác. Yeah, hay quá, anh hưởng lên đó hả? Tôi còn hết. Đó. Tôi cũng là fan của anh. Lặt đi. Rồi sao nè? Thì cái tối ở nhà đó. Ừ, ở nhà luôn. Sao nữa, kể đi, Ngân Anh kể đi. Thì Ngân Anh hồi nãy cũng khéo léo nói là lúc cháy giai đoạn đó em không nắm tay, không hôn trong rạp phim. Nhưng mà Ngân Anh ở lại thì tụi em muốn làm gì đó. Nhưng mà ý là chị hỏi em có hỏi xin người ta không? Anh hỏi chứ. Em cũng đốt cháy giai đoạn giống như là không có cầu hôn, hiểu không? Không, em có chứ, sao lại không phải hỏi này. Ý là ôm vô mũi thôi. Hỏi xin đàng hoàng. Em hỏi đàng hoàng, mà Ngân chỉ ôm vô mũi thôi đúng không? Em cũng trả đụng vào. Có như tới sáng thì phải. Riêng cái chuyện này là người phụ nữ là thông tin. Không, đó là em chỉ ôm thôi. Dạ được. Không, nhưng mà đêm đó dạ, em chứ. Tới sáng mà. Không, cái... Nhưng mà có cái đêm đầu tiên không? Dạ có, nhưng đó là buổi sáng mà. Dễ sợ thiệt á, không có đêm, em có đêm đầu tiên. Em có sáng đầu tiên thôi. Em hỏi nhầm rồi. Đúng rồi. Nhân phong chữ nghĩa em thì sai. Thì nó ôm cả đêm, nhưng mà buổi sáng hết ôm. Dạ. Đúng không? Rồi là tôi hiểu rồi. Và khán giả coi tới đây chắc chị đang hiểu rồi. Các bạn chương trình truy hỏi truy nã của chúng tôi đến đây là chấm dứt, bởi vì chúng tôi biết rằng là hai bạn này có buổi sáng đầu tiên chứ không có buổi tối đầu tiên. Vậy thật là đúng chính xác là buổi sáng đầu tiên thiệt, tại vì đêm thì em vẫn bình thường. Nói tóm lại miễn có đầu tiên là được. Rồi bây giờ biết nè, sau đó là chắc là mình sẽ quyết định là kết hôn luôn đúng không? Sau cái buổi sáng đầu tiên đó. Thực ra lúc đó là năm 2021 đầu năm thì anh Ly á, là khi mà anh đặt mối quan hệ với ai thì anh sẽ chia sẻ luôn là anh sẽ muốn cam kết với người này. Thì lúc đó em cũng vậy, mặc dù quen 1-2 tháng nhưng mà anh cũng đã chia sẻ cái vấn đề là anh thích có việc một thành viên mới gia đình ảnh. Qua cái việc là ví dụ như là khi mà nhắc tới gia đình thì anh sẽ tức là rất nóng, em lúc đó cảm thấy là anh hơi nóng vội. Tại vì mới quen 1-2 tháng thậm chí là hai cá thể còn chưa mở thể hoàn hợp từ cuối năm nữa. Thì làm sao mà nghĩ đến chuyện lâu dài được. Đấy, lúc đó em cũng chia sẻ quan điểm là em còn làm rất là nhiều thứ. Nhà lúc đó em cũng 5-6 tuổi. Nên anh là quá nhiều dự định, nên anh muốn học tiến sĩ, nên anh muốn bỏ trường, nên anh muốn làm rất là nhiều thứ, và nên anh rất là coi nhẹ hôn nhân. Lúc đó em nói chuyện với anh thì nói chung em khô khan thật. Em sẽ toàn tâm toàn ý với người em lấy làm vợ, nhưng em luôn kiểu em không triệt tiêu lãng mạn. Em rất là thương cái người chia sẻ với mình bằng cử chỉ và hành động, nhưng mà em sẽ dùng cái khoảng thời gian mà mọi người thường yêu nhau để em bày tỏ câu chuyện mà em mong muốn lập gia đình. Vậy thì bạn có mong muốn lập gia đình hay không? Nếu không thì thôi đừng mất thời gian của nhau. Vì thực sự là nếu như mà mình nhân danh tình yêu, mình yêu quá lâu và mình lại để cho cái câu chuyện nó không có một cái kết tốt, thì em lại cảm thấy đó là thiệt thòi của bạn nữ chứ không phải là thiệt thòi của em. Em là đàn ông, em lớn hơn một tí, em có sự nghiệp vững vàng một tí thì câu chuyện em có nhiều cơ hội hơn, đó là có. Nhưng với nữ mà lỡ họ yêu mình 5 năm
mình nhân danh là mình đang yêu thôi, mình tìm hiểu thôi, mình chưa sẵn sàng để ước yêu 5 năm, thì lỡ lâu sau này họ hết đẹp như lúc họ đang ở tuổi 23, 24 hay là thậm chí 25, 26 thì sao? Thì lúc đó ai sẽ là người chịu cái trách nhiệm đó cho họ đây? Không phải là câu chuyện là tôi tìm hiểu đủ lâu và tôi cảm thấy là không còn phù hợp nữa, nó chỉ là cái cách mình nói thôi. Nên em nói thẳng luôn, em có mong muốn lập gia đình không? Anh là anh muốn lập gia đình này, mình đồng điểm với nhau như thế, gia đình như thế. Nhưng mà đúng rồi, như vậy có nghĩa là quan điểm, riêng quan điểm này là hai đứa chưa hợp nhau. Đoạn đó đúng rồi, đoạn đó không hợp, đoạn nó rất là không hợp. Đó. Còn phía bên này đang muốn còn nhiều thứ rồi. Đúng rồi. Không, thì bởi vì mới chính vì họ là sau cái đó là có chia tay không? Chia tay. Chia tay đúng không? Nhưng mà là ai là người chủ động chia tay? Em. Em nói với anh là em hoàn toàn có thể cưới anh và đi họp. Em hoàn toàn có thể cưới anh và mình cùng nhau làm trường xây dựng trường lớp hay là học viện của mình. Có thể làm nhiều thứ. Dạ đúng rồi, nhưng Ngân Anh quan điểm là cái cách mà Ngân Anh làm lúc đó khiến cho em cảm thấy như là em ưu tiên sự nghiệp hơn, công việc hơn. Em nhìn Ngân Anh lúc đó em cảm thấy là em cũng là người quan trọng gia đình, nhưng mà lúc này cũng tức là cái thời điểm đó nói đến không như là em sợ. Em chưa sẵn sàng. Sao đã chia tay bao lâu rồi hết lại, và cái điều gì mà khiến cả hai đứa hết lại với nhau? Chắc là nửa năm. Chia tay nửa năm á. Trời, quá nửa năm trời chia tay quá. Lâu quá trời lâu. Như là phải 2 tuần mới gặp nhau. Lâu quá. Giống như là thật. Với tụi em, như vậy là khá lâu. Tụi em là lâu lắm chị, lâu lắm. Lâu lắm tụi em là tới 2 tuần rồi. Ừ, rồi tụi em chia tay lâu à. Lâu lắm luôn chị. 5 tháng rồi. Nửa năm là nửa năm tháng đó. Dạ. Nhưng mà sao lại vậy? Em nói luôn. Tại vì đó là một cái điều mà em nhận ra. Ngân Anh có thể chưa sẵn sàng với hôn nhân, nhưng mà em biết là Ngân Anh thời điểm chia tay xong thì em cũng còn quan tâm, và em biết là anh cũng có còn quan tâm em. Chỉ là lúc đó nếu mà gặp lại mà ví dụ như đặt cái vấn đề đó thì chắc chắn là em cũng vậy, không thể chưa sẵn sàng. Nhưng mà vì em quan tâm thành ra là em cũng biết là ảnh khá là quan trọng vào sinh nhật của mình, không phải là để mà gặp vui vẻ bạn bè, mà vì ảnh cái ngày này quan trọng cho ảnh, thì ngày cũng là kỷ niệm với ba mẹ. Với em thì sinh nhật là lúc em nghĩ về ba mẹ nhiều. Chứ em không có nhu cầu nghĩ cho em trong ngày sinh nhật. Nên anh là người bắt được điều đó, biết được điều đó. Nên thời điểm đó, lúc đó là lockdown ha. Đó là từ tháng 5 đến cả tháng 10, đầu tháng 10 năm 2021. Thì sinh nhật ảnh rơi vào tháng 8. Dạ. Thì em cũng có rất là nhiều cái ý tưởng tặng quà sinh nhật. Thì ảnh thích đội bóng của Manchester United. Dạ. Thì em mới ông và bạn đặt một cái áo mà khắc in tên riêng của ảnh và một cái bóng. Và ngày sinh nhật hôm đó là lockdown, chị thì cũng là rất là căng, hoặc là mình shipper là cũng không được đi luôn. Em cố gắng là em tìm một chỗ có cái bánh kem và em gửi cái món quà đó vào bên nhà ảnh. Rất là cố gắng luôn. Thời điểm đó mà có cái bánh kem. Dạ đúng rồi. Với lại có cái áo nữa. Dạ đúng rồi, cái phải đặt từ anh về. Cái băng và cái áo là mua từ Old Trafford. Nhưng mà em không có để tên của em. Em cũng có ghi vài dòng, tại vì lúc đó em cũng muốn nhắn gửi rất là nhiều. Dạ, à còn mua quà cho em. Không, Ngân Anh không tự ái. Thế là em cũng biết ảnh rất là quan tâm đến gia đình, đặc biệt em gái của ảnh, và em gái ảnh cũng cùng cái sinh nhật tháng 8 luôn. Nên thật ra em cũng chuẩn bị một món quà cho em gái ảnh. Thì em biết thứ nhất, ảnh không phải là người tâm lý để có thể là mua một món quà cho em gái, và cũng không có nhiều thời gian trong thời gian đó. Là em gửi cả quà của em và gọi của ảnh và của hai anh em luôn. Dạ. Và điều đó làm cho em rất là xúc động đúng không? Em biết luôn người gửi. Em biết chắn là Ngân Anh. Vì em không nói chuyện nhiều đâu. Em biết chắn là cũng là đó là từ Ngân Anh. Cái kiểu này, những cái thông tin như vậy thì là em nói với Ngân Anh, cho em nói với anh. Và anh rất muốn biết cái cảm xúc của em khi mà em nhận được món quà. Trong cái giai đoạn lockdown nặng nề. Thực ra Ngân Anh kể như này, cái điều mà làm em cảm thấy mà vui đúng nghĩa ở thời điểm đó là Ngân Anh là người tạo ra được niềm vui không chỉ trong em mà trong em gái và ba mẹ của em. Tức là Ngân Anh làm gì cũng rất là chỉnh chu, Ngân Anh làm gì cũng rất là chỉnh chu. Em nói lúc nãy nấu nướng cũng chỉnh chu, ngay cả quà phát hiện quà lại hay là mọi thứ trong quà cũng rất là chỉnh chu. Và khi gửi đến thì anh biết là người ồ qua nhiều hơn là ba mẹ và em gái em á. Chứ còn em là kiểu như em suy nghĩ quá nhiều là thôi đây là người mà mình đang chia sẻ và mình mong muốn gia đình, nhưng mà nó bất thành hay là này kia đó, tức là nó hỗn độn cảm xúc. Nhưng mà sau cái sinh nhật đó thì em lại có tiếp tục đề nghị thêm một lần nữa về vấn đề đám cưới không? Đám cưới là tới tận tháng 4 và tháng 5 của năm 2022 rồi chị Vân. Là cái là bao lâu?
Tức là nó xong thì tức là cũng nhắn tin cảm ơn em. Cảm ơn, nó cũng không thể là đủ đoạn nghe đó. Ngay trong ngày hôm đó em đã cảm ơn anh vì món quà anh bị mất chắc chắn là đâu. Không phải ngày hôm đó. Cũng phải đầu tháng 10 là khi mà gỡ lớp đó là 2 tháng sau đó em, đầu tháng 10 là đó, tại vì sao lại là tháng 10? Bởi vì đến tháng 10 năm 2021 là mới thực sự hết giãn cách. Thì đó, thì ý là chị mới nói là mãi đến tận đầu tháng 10, cũng là 2 tháng sau đó. Nghĩa là 60 ngày sau. Chứ nếu mà quỷ lúc đầu cuối tháng 8 là cuối tháng 8 đó. Đó, là coi như là các bạn là quay lại và cuối luôn. Dạ chưa, tụi em hẹn đi anh. Không, bây giờ mình đốt luôn đi, đốt cái đốt đi, bao lâu thì cưới. Bây giờ không, bây giờ là vô, bây giờ cưới rồi hỏi làm chi nữa, cái rồi. Chuyện đó, là cưới rồi. Không, nghĩa là sau đó là 6 tháng là cưới luôn. Là cưới, là... Nếu như tính ra thì cũng đâu đã 6 tháng. Đó. Cái chu kỳ 6 tháng, bởi vì cái ngày tụi em đăng ký kết hôn là ngày 12 tháng 5 năm 2022. Có nghĩa là chia tay. Hơn 6 tháng chứ. Chị biết không, chia tay là 6 tháng. Rồi gặp lại nhau, 6 tháng sau. Thì đó, thì có nghĩa là... Cũng đó, coi như là hợp rồi tan, tan rồi hợp. Theo chu kỳ là nửa năm đó. 6 tháng. Thôi bây giờ về đi vô cái vấn đề mà hôn nhân đi. À dạ. Để đúng rồi cho nó nói. Hôn nhân về là có ngỡ ngàng gì á khi mà cái anh này khó tính quá không? Hay là kiểu như là coi như người như vậy là hay kiểu mà mọi thứ làm việc đều có A, B, C, D, sắp đặt hết mọi thứ. Khổ. Rất khổ. Anh Hoàng hỏi là anh là cái anh bé chưa? À, chưa. Tụi em đang cất. Dạ, dạ. Rồi bây giờ mình vô cái phần sống đi nè. Cái phần đó, cái phần mà tạo đặt em đó. Có cái gì, gọi là như quên rồi. Gia trưởng hả chị? Gia trưởng. Rồi, anh nói đi. Dạ. Thì giờ anh nói đó. Anh sao? À, nói là cuộc sống sau hôn nhân. Dạ. Thì thật ra anh cũng khác biệt. Đừng khen nữa nha, đừng khen nữa. Đây là cái điều kiện xấu. Đúng rồi. Nhưng mà là đúng là anh sẽ khen em á. Đó, không được. Lạc đề. Lạc đề là cô.